thời gian qua, khá nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Điển hình là vụ tai nạn làm 4 người thiệt mạng tại đoạn qua tỉnh Lào Cai vào giữa tháng 2 vừa qua. Và qua phân tích nguyên nhân, thì ngoài ý thức của người tham gia giao thông đi xe máy vào cao tốc, thì hạ tầng giao thông trên tuyến này cũng như một số nút giao thông, lối vào thì còn tồn tại rất là nhiều bất hợp lý cần khắc phục. Và để đảm bảo an toàn giao thông, phản ánh của nhóm phóng viên Đức Quang và Thanh Tuyền. Hai điểm đường nhánh đấu nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai khu vực cuối tuyến đã được đóng lại sau vụ 4 thanh thiếu niên tử vong do đi xe gắn máy vào cao tốc. Tuy nhiên hiện nay, tại khu vực này vẫn còn một điểm đấu nối liên quan đến việc đi lại của hàng chục hộ dân từ xưa đến nay chưa thể đóng lại được. Có thể nói rằng điểm đường dân sinh đấu nối với đoạn cuối tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai phía sau kia tôi là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì khi các phương tiện của người dân đi từ phía trong ra thì rất dễ xung đột giao thông với các xe đang đi nhanh trên cao tốc. Và hơn thế nữa, đây cũng chính là một trong những cái điểm mà là người dân rất dễ đưa xe máy vào cao tốc, thậm chí là đi ngược chiều trên cao tốc. Theo người dân, điểm đường nhánh này là lối đi duy nhất từ lâu của vài chục hộ dân kể từ khi chưa có cao tốc. Khi cao tốc được làm xong, có thể là do khu vực cuối tuyến nên đường gom không được làm, nên từ đó điểm đường nhánh đấu nối này vẫn tồn tại. Dù biết là mất an toàn, nhưng trong nhiều năm, việc đi lại của người dân ở đây vẫn phải rẽ ra cao tốc. Để đóng lại là chúng tôi chưa không nhất trí được, là vì thứ nhất, các anh phải làm có cái đường gom cho người dân người ta đi. Đấy. Còn nếu chưa có đường gom, thì chúng ta không thể làm được. Đồng thuận hết là cứ mở theo con đường giả cho bà con, có đường nút lên xuống là bà con ok. Bà con không phải đòi hỏi là phải như nọ kia. Đấy. Hiện tại là không có lối đi. Nếu như chúng tôi mà quyết liệt mà đóng lại thì tuyệt nhiên tất cả những hộ dân trong đó rất khó khăn trong cái việc là ra vào. Thì cũng rất mong là chính quyền địa phương cùng đồng hành với văn phòng quản lý đường bộ 1.3 để làm sao giải quyết sớm cho bà con có cái lối đi và để đóng cái điểm mở 262-750. Đóng điểm đường nhánh đấu nối vào cuối tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai được cho là hết sức cần thiết và càng sớm càng tốt để ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông. Cùng với đó, việc kiểm soát để không cho xe máy đi vào từ cuối tuyến cao tốc, khu vực cửa khẩu số 2 Kim Thành cũng cần được các lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm để phòng ngừa các vụ tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.